Lời đầu tiên chúc thư được gửi tới quý vị như toàn thể gửi hơn lời chào kính trọng nhất. Chúc cho quý vị có một buổi trưa ẩm thực thật ngon miệng và một ca khúc rất nhẹ nhàng, có khúc có tựa đề Người tình mùa đông. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.